Hung thủ vào chùa sát hại nhà sư và Phật tử công quả tại chùa. Tối ngày 23 tháng 3, ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân, Bình Thuận, xác nhận trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân vừa xảy ra vụ án mạng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang phong tỏa điều tra. Nguồn tin của Pháp luật số cho biết khoảng 15 giờ chiều nay tại khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, nhiều Phật tử đi chùa Quảng Ân phát hiện Thượng tọa Thích Nguyên Lộc, tên thật là Tạ Văn Xỉu, 44 tuổi, nằm chết. Nạn nhân thứ hai nằm cạnh đó cũng đã thiệt mạng là cô Nguyễn Thị Bảo Yến, 19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa. Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ ruột của nạn nhân Yến, là người nấu ăn tại chùa, bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn còn thoi thóp thở và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhiều khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản. Cơ quan Công an Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đang khám xét hiện trường, giám định tử thi điều tra làm rõ. Theo Phương Nam.